Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại Tùng Chôn đến từ báo VN Review. Xin chào các bạn, khán giả của kênh YouTube của anh Dương Dê. Rồi, như các bạn đã biết ở trong video vừa rồi, mình đã phỏng vấn Tùng Chôn về cái chiếc điện thoại mà bạn ấy đang dùng bây giờ. Đấy chính là chiếc iPhone 11 Pro Max phiên bản hàng lóc màu trắng. Đấy, còn mình ấy thì thực sự là cái chiếc điện thoại mà nó gắn bó với mình khá là lâu, trong khoảng 1 năm trở lại đây, đấy chính là chiếc Galaxy S20 Ultra. Nhưng ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có những cái chia sẻ với các bạn về hai chiếc điện thoại này của bọn mình với nhau. Và kèm theo đó là bọn mình cũng sẽ có những cái câu hỏi dành cho nhau về cái việc thích và không thích những điểm gì ở trên hai chiếc điện thoại này, và tiện thể là so sánh nó luôn với nhau. Đấy, được chưa? Thôi bắt đầu vào ngay để cho các bạn khán giả theo dõi nhé. Đầu tiên là về cái việc mua cái đã. Cái thời điểm đầu mà mình mua cái con S20 Ultra này thì là giá bán của nó rơi khoảng 24 triệu. Chính xác ra là mình nhớ là 23.990.000, coi như là 24 triệu đi. Đến một cái thời gian anh làm giảm giá về con này là nó còn có khoảng 17 triệu thôi, là cho phiên bản màu trắng là một số đại lý họ đang bán. Như vậy là anh đã bị lỗ mất khoảng 7 triệu rồi, gần 7 triệu. Nhưng đấy là lỗ ở trên phương thức là hàng mới nhé. Còn nếu mà em bán hàng cũ nữa, em phải bán rẻ hơn người ta mới mua. Đúng, chính xác. Và tất nhiên là cái màu của anh này thì nó không giảm giá đến như vậy. Nhưng mà như thật chứ em bán hàng cũ thì màu nào nó chả như vậy, đúng không? Đấy, vậy là cái của anh là rất là lỗ cực kỳ nhiều. Đây còn cái của Tùng Chôn thì Tùng Chôn chia sẻ luôn. Cái của em thì cái thời điểm mà em mua thì nó cũng gần với cái thời điểm ra mắt. Nhưng mà nó qua khoảng tầm 2-3 tháng nó hạ nhiệt đi ấy, thì cái phiên bản hàn lốc em mua cái thời điểm đó là khoảng tầm là giá niêm yết ở trên web khoảng tầm là 18 triệu. Đấy, 18 rưỡi. 18 triệu rưỡi. Còn cái phiên bản mà hàng quốc tế mới 100% thì nó sẽ dao động vào cỡ khoảng tầm 32 triệu với phiên bản tương đương của em. Đấy, rồi. Thì như vậy là em tiết kiệm được khoảng 30-40% tiền. Đúng khi rồi, mà em mua hàng quốc. Ngoài ra thì cái phiên bản lốc mà em mua ngày đấy thì nó là hàng không lần sạc, có nghĩa là coi như là hàng chưa sử dụng. Chưa sử dụng bao giờ. Nhưng mà nó đã bị active lên, có nghĩa là chưa sử dụng về cái pin, không ảnh hưởng đến pin nhưng mà đã active lên. Đấy. Và đồng thời là cái máy của em thì nó không phụ kiện, không có phụ kiện gì. Không thì kiện cứ gì. Coi như là trừ hao đi 1 triệu tiền phụ kiện đi. Nhưng mà em mua là bao giá nhỉ? Giá là lúc đấy là em được ít được discount được anh Tuấn giảm giá cho 1 triệu thì là khoảng 17 triệu. 17 triệu. Còn giá niêm yết lúc đấy thì khoảng tầm là 18 hay 18 triệu rưỡi thì đó, em không nhớ chính xác nữa. Thực ra là nếu bây giờ mà chúng ta nhìn trên hình này, giá của Clickbuy đang bán bây giờ loanh quanh tầm 18 triệu rưỡi đến 19 triệu cho cái phiên bản hàng lắp của em, là chính ra là bây giờ của em bán còn có lãi. Vâng. Nói chung là không bị mất giá. Còn nếu mà so với hàng quốc tế thì nó cũng chỉ bị tụt khoảng tầm 2-3 triệu gì đó thôi, không đáng kể. Ok, vậy là về cái giá bán tụt giá nhanh hơn, các bạn có thể nhìn thấy. Tất nhiên là chúng ta so sánh một cái sản phẩm hàng lắp với cả một cái sản phẩm hàng chính hãng như này về khả năng tụt giá, đấy là so sánh rất là khập khiễng. Đấy, tuy nhiên là ở đây là bọn mình đang so sánh những cái con điện thoại mà bọn mình đang mua. Đấy, để xem là ví dụ như hồi đấy rằng Tùng Chôn này nó cứ rủ mình là anh ơi mua iPhone 11 Pro Max lock đi, mua làm gì S20 Ultra. Thế là lúc ấy mình chỉ bảo là thôi anh có iPhone 7 lock rồi, thôi mua thêm một cái Android để dùng. Samsung dùng. Rồi. Tất nhiên đánh đổi lại thì anh sẽ được ngập tràn phụ kiện của Samsung rồi, sạc nhanh rồi là các kiểu con đà điểu luôn, cả tai nghe các thứ. Vâng, còn em thì chả được gì đúng không? Vâng, em phải đi mua phụ kiện ngoài. Thực ra là cái phụ kiện này em cũng có sẵn rồi, ví dụ như là cục sạc của em nó có hỗ trợ power delivery ấy, thì em chỉ cần phải mua thêm cái dây sạc từ C to Lightning thôi thì mất thêm khoảng tầm, cái đợt đấy là mua cả sạc dự phòng em mua của Aoki ấy, thì họ tặng luôn cho một cái sợi cáp xịn đấy, thì mất đâu đó khoảng tầm là 600. Tiếp tục nào, bây giờ giơ lên cho bạn xem về thiết kế này. Cả hai con này của bọn mình thì đều có một cái nhược điểm, đấy là nó nặng. Vâng. Tất nhiên không cần phải nói xem là con nào nặng hơn con nào, chỉ cần biết là sử dụng hai con này là nó nặng. Cái đã, em thấy nặng không? Em thấy rất là nặng, đặc biệt là bạn nào, chắc chắn là bạn nào mà sử dụng trước, thích sử dụng, có thói quen sử dụng smartphone trước khi đi ngủ này, thì các bạn sẽ cảm nhận được rất rõ cái việc là smartphone nặng nó ảnh hưởng tiêu cực đến cái trải nghiệm của chúng ta như thế nào. Hoặc là đang nằm ngủ này tự nhiên smartphone rơi phát vào mặt vỡ mặt đây nhờ, khó chịu em. Khó chịu như đúng không? Vâng. Rồi, nhưng mà về tính nhận diện thương hiệu thì anh có một cái câu chuyện muốn kể cho Tùng. Đấy là anh đến cơ quan chị Thu với anh ấy, thì anh giơ cái điện thoại này lên chụp. Mọi người cứ hỏi ở đây là điện thoại gì. Em cảm thấy buồn không? Trong khi đó mình bỏ mấy chục triệu để mua điện thoại, quá buồn luôn. Trong khi đó anh chỉ cần cầm cái bếp tham tổ ong này lên là ngay lập tức người ta biết là à, thằng này mua điện thoại đắt tiền rồi. Chính đấy, là iPhone 11 Pro Max. Đúng không? Nhưng mà nếu mà cái cụm camera ở phía sau của anh chính ra là nhìn hầm hố hơn em ấy chứ. Chưa so sánh về chất lượng nhá, lát là so sánh chất lượng sau, nhưng mà nhìn hầm hố hơn chứ. Nhưng mà
cái nhận diện thương hiệu là cái điều mà cái con iPhone Pro Max này nó hơn đấy. Em thấy là kiểu ban đầu lúc mà mới dò dỉ những cái hình ảnh về cái cụm cam này thì nhiều người cũng bàn tán rất là nhiều về cách Apple làm, mà em thấy dần dần theo thời gian thì họ đã nhìn quen dần thôi, quen đúng không? Dần, quen là dần. Mưa dầm thấm lâu đấy. Vâng. Nhìn lâu cứ trâu hóa bùn đấy, đúng không? Và thực sự là trong cái quá trình em trải nghiệm thì em thấy cái cụm cam này hoàn thiện rất là tốt đấy. Ví dụ như sau một cái thời gian, bình thường những cái hãng Android họ làm cái viền nó dày lên nhiều nhưng mà nó là một cái khối khác ấy. Nên khi đặt lên bàn thì cái tỷ lệ mà chúng ta cái viền kim loại nó bị móp vào này rồi là nó bị xước thì tương đối nhiều, nhưng mà Apple làm một cái miếng kính nguyên như thế này. Thì anh để ý mặc dù em dùng trần nhá. Đấy. Không bị xước mấy. Không bị xước. Nó chỉ xước cái phần bên ngoài thôi. Đấy, thì em thấy là cái kiểu là Apple đã nghiên cứu cái này rất là kỹ, và Apple cũng là một công ty nổi tiếng về cái việc là nghiên cứu về thói quen của người dùng, như là trải nghiệm người dùng rất là kỹ. Nhưng mà khi em cầm cái mặt trước này em phải công nhận là S20 Ultra của anh đẹp hơn. Chính xác không? Anh ạ. Nó không bị tai thỏ. Nói chung là Samsung em thấy Điện là mỏng. Vâng, Samsung kiểu như là về cái thiết kế mặt trước của họ, họ đi trước Apple về vài năm anh. Nhìn những cái mẫu như là Note 10 các kiểu thì cầm nó lên đã đẹp, như một tấm kính. Đẹp từ lâu rồi, và em cũng rất là thích những cái sản phẩm như là Note 10, Note 10 Plus từ trước đó, và kể cả cái chiếc S20 Ultra này mặt trước của nó quá đã luôn, nhìn rồi rất đã. Và tiện thể cũng nói luôn về vấn đề màn hình cái đã. Màn hình của điện thoại anh là thứ nhất là lớn hơn. Chính thứ hai là tần số quét cao hơn. Và thứ ba nữa là nếu em không lựa chọn cái tần số quét đó, em để 60Hz như của em thì độ phân giải nó sẽ lên đến 2K. Vâng. Đấy. Ngoài ra thì em thấy là cái chiếc S20 Ultra của anh Dương thì khi mà ra ngoài trời nắng ấy thì cái độ sáng mắc của nó là tốt, là hơn, tốt hơn, đúng tốt rồi. Hơn của nhìn em. Ngoài trời rõ ràng hơn. Ngoài ra thì cái màu sắc của anh nó cũng trong trẻo. Ngoài ra thì cái màu sắc của cái chiếc S20 Ultra này em thấy là nó cũng rực rỡ hơn so với lại màn hình của đúng. Em. Có một điểm anh không thích ở trên này nếu mà so sánh sang với 11 Pro Max, đấy chính là cái phần rực đấy. Có thể là anh biết là cả hai con này thì đều dùng AMOLED cả thôi, nhưng mà cái cách mà Apple nó tối ưu về cái màu nó không bị quá rực trên Samsung, nó cân bằng điểm. Hơn. Đặc biệt là khi mà anh Dương vào cái phần màu trắng này của cái giao diện điện thoại thì cảm giác màu anh của... là để màu đen cho tiết vâng. Pin. Anh hiểu cái này, anh hiểu. Vâng. Thì nhìn trông nó sẽ vâng. Khác, chúng ta nhận ra thấy rất là rõ ràng. Nói chung là cái này thì là sở thích của mỗi người. Ngoài ra em thấy là cái phần mặt trước của Samsung ấy, các cái viền ấy họ làm mỏng hơn. Thì không biết là cái việc làm mỏng này thì anh Dương dùng lâu thì nó có hay bị chạm nhầm các thứ không? Đấy, nếu mà em không sử dụng ốp thì em sẽ thi thoảng em sẽ chạm vào cái phần da tay của em sẽ chạm bên trong màn hình. Nhưng nếu mà dùng ốp thì cái ốp đó nó đã là một cái viền khá là dày rồi thì nó sẽ không xảy ra vấn đề đó nữa. Đấy, thì quan trọng nhất là sử dụng ốp thôi. Còn ví dụ như em không sử dụng ốp thì em cảm thấy sao? Em bởi vì là cái viền của iPhone ấy, nếu mà anh so này, đấy, dày hơn gần, một tí gần, thôi. Vâng, dày hơn. Và em thấy là em không dùng ốp đấy thì dùng hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn bình thường. Vì nó là màn hình phẳng mà, còn đây con này nó sẽ hơi cong hơi hơn cong nhiều. Vút xuống một chút. Rồi. Xuống một chút. Nhưng mà về tổng quan lại về độ phân giải, về tần số quét thì những trải nghiệm ở trên S20 Ultra cho ra là tốt hơn. Còn về màu sắc ấy thì cũng tùy vào mắt mỗi người thôi. Như với mắt mình hay với mắt Tùng thì đều sẽ lựa chọn iPhone Pro Max về vấn đề màu sắc. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng cái đã. Hiệu năng là cái thứ mà anh chê nhất ở trên cái con S20 Ultra này của anh. Nó sử dụng chip Exynos thì thực ra là cơ bản là với các tác vụ của anh thì cũng bình thường thôi. Nhưng con chip này có một số vấn đề đó là thi thoảng nó bị nóng lên bất chợt. Đấy, có thể là em sao lưu dữ liệu chẳng hạn, nó sẽ bị nóng lên này. Đấy, chơi game thì không nói gì rồi, nó sẽ nóng hơn chip Snapdragon, hiệu năng không tốt bằng chip Snapdragon. Và nếu mà so sánh với iPhone 11 Pro Max ấy, thì là kém hơn nhiều. Vâng. Nói thẳng luôn, không phải gì phải giấu giếm. Tuy nhiên là có một cái điểm mà nó hơn đấy là cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó là 128GB. Và rất thoải mái cho anh. Anh hay đi du lịch anh quay cái thứ là thoải mái thật đấy. Đấy. Còn RAM thì anh sẽ không nói là RAM 12GB con này hơn RAM 4GB con này không, chúng ta rất khó so sánh cái điều đó được. Nhưng mà bộ nhớ trong là thứ anh cảm nhận thấy luôn. Vâng. Đúng không? Em cá nhân em thấy là cái phiên bản em lựa chọn ấy là phiên bản 64GB. Thực sự là với ở thời điểm hiện tại, nếu như bạn mua một cái chiếc flagship ấy mà có bộ nhớ trong là 64GB, mình nói luôn là không đủ dùng. Đấy là với trường hợp em quay nhiều thôi, vâng, chụp ảnh thì vẫn chụp thoải mái, còn quay là tốn đấy, nhất, quay là tốn nhất ở trên điện thoại. Em đang muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện, nếu các bạn mua một chiếc flagship thì những cái tính năng của nó rất là cao cấp rồi. Camera rồi là quay phim các bạn chắc chắn sẽ sử dụng rất nhiều. Là nhiều và cái bộ nhớ trong 64GB cực kỳ nhanh hết luôn. Và với cái việc là iPhone còn không hỗ trợ thẻ nhớ nữa thì em thấy đây là gần như một cái cực hình ấy, phải nói là như vậy. Và em phải thường xuyên là sao chép dữ liệu ra máy tính và cái này cảm giác hơi bất tiện một chút. Hơi bất tiện. Thế sao ở đấy? Sao ở đấy không nghĩ lên phiên bản bộ trong cao hơn là vì tiền? Giá nó cao quá. Chia sẻ với các bạn là nhà Tùng là sở hữu mấy cái du thuyền ấy, nhưng mà vẫn cứ tiết tiền để cấp bộ nhớ đúng không? Đây là bố mẹ mình sở hữu không phải là mình đúng không?
cái này nó hơi nhạy cảm một chút rồi, đấy. Rồi ok, thì chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề. Vậy là hiệu năng ok, con 11 này hơn 11 Pro Max hơn chip, nhưng mà cái bộ nhớ trong mặc định cái phiên bản thấp nhất thì em thấy là con S20 Ultra nó hơn. Rồi. Chúng ta sẽ nói về vấn đề camera, thì thực sự là cái vấn đề camera này nó là một vấn đề gì đấy rất là khó để mà chúng ta nói được chính xác một cách tuyệt đối. Đấy, quan trọng là bạn cầm camera lên bạn thích cái nào hơn. Nhưng mà cá nhân bọn mình cảm thấy như này, con iPhone Ultra của mình có một cái vấn đề đó là lấy nét chậm hơn so với cả con iPhone 11 Pro Max. Quay video trong cái buổi mà mình ra mắt Bphone B86 ấy, lúc mà mình sử dụng con iPhone Ultra này quay thì mình cảm thấy là cái chất lượng thu âm của nó thua so với 11 Pro Max. Đấy là hai cái điểm mà mình không thích nhất. Còn lại cái điểm mà nó có mà mình cảm thấy rất ổn đấy là zoom. Nhưng mà ở đây mình chỉ zoom lên 5x thôi vì nó có tele 5x. Còn cái tele 5x của này là anh đi quay du lịch anh rất là thích. Anh chỉ cái đoạn nào đây, ở bên này có cái này cái này, phía xa kia có cái này cái này. Ồ, tự nhiên lúc đấy lại thấy cần. Nhưng mà cái tele 100x là anh nói luôn là không bao giờ anh dùng. Đấy. Thì em đánh giá thế nào về camera? Camera thì thực ra với em ở thời điểm hiện tại ấy, phần cứng do cái kích thước, các bạn nhìn cái chiếc smartphone của chúng ta nó rất là nhỏ đấy. Nên là cái giới hạn phần cứng nó kiểu phần cứng nó đã đến mức giới hạn rồi. Và gần như cái sự thay đổi nó rất là nhỏ thôi. Rất là nhỏ, hầu hết là các hãng bây giờ tập trung vào cái phần mềm. Tập trung vào phần mềm. Và em thấy thì Samsung cũng có những cái lợi thế nhất định về mặt phần mềm. Ví dụ như là họ cho phép tùy chỉnh rất là sâu. Có những cái bộ lọc màu tương đối là ok. Nhưng mà về cái kiểu như là một cái tự động ấy thì vẫn kém so với lại iPhone một chút. Và đặc biệt là cái phần quay phim ấy, cái phần quay phim cái hôm trước mà anh em mình đi du lịch ở Tam Đảo đấy, thì bọn mình có đi hát karaoke, thì lúc đấy anh Dương hát thì mình có cầm cả hai cái chiếc máy này mình quay nhá. Thì quay ở trong phòng karaoke các bạn cũng biết là cái điều kiện ánh sáng phức tạp xanh đỏ tím vàng các kiểu đúng không, thì cái cân bằng trắng của iPhone nó làm rất là ngon luôn, nhìn vẫn lên được cái màu da. Nhưng mà lúc đấy thì quay bằng S20 Ultra thì cái màu da lúc đấy của anh Dương thì nó xanh lịt, xanh ngắt luôn. Cái này anh biết. Thì em thấy là cái việc là iPhone làm phần mềm rất là ngon. Cái này chắc chắn là nó đến từ phần mềm, bởi vì cái phần cứng của S20 Ultra là hơn hoàn toàn so với lại con 11 Pro Max. Nhưng do Apple tối ưu làm cái phần mềm rất là ok, nên là cái việc là họ cho ra một cái bức ảnh, cho ra một cái video nó nhìn nó dịu mắt, rồi là nó thật với thực tế, thì cái đấy các bạn sử dụng các bạn sẽ có thể cảm nhận được ngay. Chính ra là DX Pro Max là bọn nó là chấm điểm là con S20 Ultra này là cao hơn này. Nhưng mà anh thì thực sự là cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Chứ vâng, họ có thể là họ chấm là theo cái cách của họ. Có thể là cái mà họ cần thì nó lại hơn, nhưng mà cái họ thấy hơn ấy mình không cần, đúng không? Thực ra em thấy là DX Pro Max nhiều bạn thì bây giờ cũng coi đấy chỉ là một cái trang tham khảo thôi. Giống kiểu AnTuTu chấm điểm đúng không? Vâng, kiểu chỉ để tham khảo thôi, còn về nó không có giá trị thực tế sử dụng ấy, và nó cũng không phải là một cái tiêu chuẩn để đem ra mà so sánh, thực sự với các bạn là như vậy. Vậy bây giờ chốt lại là với bọn mình chứ không phải là với người khác, có thể với người khác các bạn cảm thấy S20 Ultra hơn, nhưng với bọn mình đang cảm thấy là Pro Max hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về pin thì sao. Pin con này là pin 5000 mAh này. Con của em thì iPhone luôn làm pin lẻ nó khoảng tầm hơn 4000. Không, 3900 mấy, không phải 4, hơn 4000 đâu, 3900 mấy đấy. 3900. Nhưng thì... mà là đấy là làm tròn lên chứ phải làm tròn xuống. Thì anh Dương có thể xem ngay đây thực tế hàng ngày em sử dụng ở thời điểm đây, hiện tại của anh đang còn 55% pin. Đấy. Còn của em là 61% pin. Mà em bật 4G này, LTE này, Bluetooth này, Wi-Fi này, ánh sáng màn hình độ sáng lúc nào cũng mắc luôn. Có nghĩa là bật full các loại kết nối rồi là GPS các kiểu em bật hết luôn. Thì thực sự với anh là em dùng cái chiếc 11 Pro Max này so với lại những cái sản phẩm Android cùng cái dung lượng pin nhá, là nó hơn đứt luôn. Còn sợ thậm chí nó còn có thể so được với những cái sản phẩm có dung lượng pin cao hơn. Còn ví dụ như là một ngày thì em sử dụng nó rất là thoải mái. Còn thậm chí có những bạn em tham gia những cái group của iPhone ấy thì em thấy là các bạn có thể dùng một ngày rưỡi, thậm chí là hai ngày nếu mà các bạn dùng ít. Đây thực ra là lúc đầu anh cũng nghĩ là mấy ông dùng iPhone cứ chém gió đưa iPhone lên mây. Đây chính anh cũng đang dùng một cái Pro Max như thế này thì anh cũng cảm thấy cái điều đấy thật, iPhone dùng tự tin hơn. Rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã đi đến khá là nhiều phần bây giờ. Nhưng mà về công nghệ này thì sạc quay là sạc nhanh ấy nhé. Nhưng mà anh thấy là nhưng mà con S20 Ultra có một vấn đề đấy là cái sạc nhanh 45W của nó tối ưu hóa không tốt đâu. Nghĩa là cái con 25W của anh là anh sạc trong vòng khoảng hơn 1 tiếng là đầy. Với con này dùng sạc 25W.
Nhưng mà cái con 45W thì nó chỉ tiết kiệm được khoảng 6-7 phút thời gian sạc thôi. Đấy, nhưng thôi cứ bỏ qua đấy, anh cứ dùng là cái sạc đi kèm theo máy đi. Anh sạc hết một tiếng, hơn một tiếng là đầy pin. Con của em sạc hết bao con tiếng? Của em thì lúc 50% đầu thì rất là nhanh, chỉ khoảng tầm là 30 cho đến 40 phút thôi. Nhưng mà để mà lên 100% pin thì thường sẽ phải 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi đấy, vậy là về sạc là con anh nhanh hơn. Cái điều này em sẽ cảm thấy thoải mái khi đi chơi đấy. Với lại cái chiếc iPhone của em còn một cái sự bất tiện nữa, đấy là nếu mà muốn sử dụng sạc nhanh của nó thì cái việc mà các bạn tìm phụ kiện rất là khó, bởi vì cái phụ kiện các bạn phải sử dụng cái cáp C to Lightning. Cái cáp này không phổ biến. C to Lightning. Cái cáp này thì nó sẽ không phổ biến bằng C to C hoặc là USB A to C. Đấy. Nên là các bạn sạc cho cái chiếc S20 Ultra mình thấy là nó dễ dàng hơn so với lại mình đang sử dụng cái 11 Pro Max này nhiều. Trong nhiều trường hợp em quên không mang sạc đi để mà tìm, để mà lúc đấy phải là rất là vội rồi, mình cần cái sạc nhanh nhưng mà không có ai có cái sạc nhanh cho mình, hoặc là thậm chí là không có sạc. Nên là thường là em thấy nó hơi bất tiện ở cái khoảng như vậy. Con của anh này là nó có sạc ngược thì anh nói luôn đấy là ví dụ như chả bao giờ anh dở hơi anh lấy cái sạc ngược đi sạc cho iPhone 11 Pro Max đâu, nhưng anh rất hay sử dụng khi mà sạc cho Galaxy Buds vâng. Plus đấy, anh rất hay sử dụng, anh thấy cũng tiện. Vâng đúng. Ngoài ra thì em đang dùng Apple Watch ấy, thì cái chuẩn sạc của Apple Watch nó lại khác, nên là cái việc là iPhone không trang bị không sạc ngược, đúng, không có sạc ngược, nhưng mà em thấy cũng không cần thiết lắm, bởi vì cái AirPods Pro của em sử dụng cũng tương đối ổn, thường thì nó rất là lâu hết pin ấy, mà em thường sạc trước khi nó hết pin. Apple Watch thì Apple Watch của em mới là hay hết pin, mà em nhiều khi em quên không sạc này. Đấy. Nhưng mà cái việc là cái Apple Watch nó lại sử dụng cái chuẩn sạc khác, không phải là chuẩn sạc quy, nên là cái việc là iPhone có sạc ngược hay không thì nó cũng không phải là không vấn quan đề. Trọng. Đúng rồi, mấy cả con của anh với cả con em đều có sạc không dây, nhưng mà kể cả anh nói thật, ô tô của anh bây giờ cũng có sạc không dây, nhưng chả bao giờ anh dùng đến, nó lâu lắm. Bởi vì vậy nóng anh ạ. Nó nóng lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhiều bạn thì bây giờ lại đặt ra một câu hỏi là thế tại sao lại lấy S20 Ultra để sao anh sang với 11 Pro Max lắp, bởi vì rất đơn giản thôi, vì giá. Giá bây giờ nó rất xem với nhau thôi nhá. Dạ. Ui trời ơi, bỏ ra tiền để mua một cái S20 Ultra hàng mới tinh bây giờ chỉ đủ tiền để mua một con iPhone 11 Pro Max hàng lắp. Cũng hơi buồn. Thế thôi rồi, bây giờ chúng ta nói về cái vậy thì tất không có gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ, phải hy sinh cái gì? Của em là không hai sim, cái đã hàng lắp không thể xài được hai sim, không thể xài được eSIM đúng không? Không xài được eSIM và các bạn sẽ chỉ cần chỉ được sử dụng một sim. Hiện tại ở trên thị trường thì có một vài cách để các bạn có thể sử dụng hai sim. Cách đầu tiên đấy là các bạn sẽ mua một cái cốt để unlock, và thứ hai là các bạn mua cốt. Nếu như bạn nào mà không unlock được cái chiếc iPhone lock của các bạn, không đủ điều kiện để lên quốc tế, thì các bạn hãy sử dụng cái dịch vụ là mua cốt du lịch. Cái này thì em chưa tìm hiểu sâu lắm, nhưng khi các bạn sử dụng cái dịch vụ đấy thì các bạn có thể sử dụng được eSIM ở Việt Nam. Nhưng mà nó đấy, như vậy là nó đã đội cái chi phí cái chiếc iPhone lock của các bạn lên một chút rồi. Thì thực ra nếu mà đội lên như thế thì các bạn có thể suy nghĩ đến việc là các bạn mua iPhone quốc tế luôn cho nó lành. Rồi đấy, thế vậy là cái của anh là có hai sim là nó sẽ tiện hơn. Nói thế chứ hai sim tiện phết. Tiện tiện anh ạ. Về cái khoản loa thì anh thấy là loa của anh nghe hay hơn ấy. Nghe qua tai nghe cũng hay hơn đấy. Nhưng mà về các yếu tố khác nữa, kháng nước kháng bụi thì cả hai con đều có này. Như nhau anh ạ. Jack cắm tai nghe thì cũng đều không có. Sóng sánh thì con S20 Ultra của anh bình thường, không, nó từ cái con Galaxy Note 10 trở lên anh thấy Samsung sóng sánh không mạnh mình như ngày xưa nữa. Em thì với cái phiên bản lốc của em đang dùng bình thường, nhưng mà có những bạn khác có thể là các bạn ấy sử dụng các loại sim ghép khác những cái khác của em, cũng như là các bạn ấy sử dụng sim của các nhà mạng không phải là Viettel thì có thể là nó sẽ không được ok lắm. Còn với cái phiên bản lốc này thì thường sẽ được khuyên là các bạn nên sử dụng sim Viettel, cũng như là các bạn cần phải sử dụng cái phiên bản sim ghép nó phù hợp. Và như các bạn đã biết từ đây, Hàn Quốc mà người ta có rất là nhiều các công nghệ, nhưng mà có một số cái anh ít dùng lắm. Ví dụ như là con này có vân tay bên trong màn hình, nhưng mà cái việc sờ mò nó lâu, anh toàn sử dụng cái nhận diện khuôn mặt 2D cho nó nhanh. Dạ. Còn của em thì khuôn mặt 3D mở lên phát lên luôn. Nhưng mà em lại phải mất một công vuốt lên, anh chỉ cần vào phát vào thẳng màn hình rồi. Nhưng mà thực ra là nếu như bạn nào mà dùng iPhone mà các bạn jailbreak thì các bạn có thể cài, các bạn có thể tùy biến được cái này, là khi mà nó mở được thì nó mở là mở luôn chứ không phải qua và thao tác vuốt lên nữa. Nhưng mà phải jailbreak, đấy cũng là một cái bất tiện. Rồi, chúng ta sẽ còn có những gì nữa không nhỉ? Thiết kế màn hình hiệu năng, camera thử động pin cũng khá như vậy rồi. Nhưng mà quan trọng ấy là ở một cái level như thế này rồi thì các bạn chỉ cần là thích con nào là các bạn mua con đó thôi. Đấy, cá nhân mình đưa ra sự lựa chọn S20 Ultra rất đơn giản bởi vì mình đã có một con iPhone 7 lắp rồi. Đấy, thế còn cá nhân Tùng lựa chọn con này
Vì lý do gì? Em lựa chọn 11 Pro Max bởi vì nó tổng hòa được rất nhiều là nhiều yếu tố. Và nó có thể phục vụ, là một cái sản phẩm có thể phục vụ nhiều cái nhu cầu của em. Em thì có rất là nhiều nhu cầu, chơi game một chút, nghe nhạc một chút, chụp ảnh, quay phim, nói chung là tá lả các nhu cầu đấy. Rồi, còn cái của anh, ví dụ như là cái của anh thì về so sánh nghe gọi đi, là con của anh là chắc là nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ kiểu như là đỡ sợ hơn của em. Anh cần có, đặc biệt là em thấy là nhiều người sử dụng Samsung là vì lý do là hai sim thì rồi. Cái việc đấy thì nói gì thì nói, eSIM ở thời điểm hiện tại khi mà tích hợp trong máy, em cảm thấy là nó chưa thực sự kiểu như là nó vẫn còn bất tiện hơn so với sim vật lý. Bởi vì ví dụ như anh Dương, anh đang dùng flagship nhiều khi, hoặc là anh kinh doanh nên nhiều khi anh vẫn phải đổi sim từ máy này sang máy kia, mà dùng eSIM cái máy của anh nó chết cứng như này rồi thì không thể nào mà đổi sang máy khác được, nên nó rất là bất tiện. Đấy, còn đây lại còn là hàng lốc nên là cái việc là sử dụng hai sim là khó khăn. Ok, và như vậy là bọn mình vừa mới có một cái video chia sẻ về hai cái chiếc điện thoại flagship này của mình. Đấy, thì cái video này thì lên sóng thì chắc là cái lúc mà Samsung họ cũng đang chuẩn bị ra mắt Galaxy Note 20 rồi. Đấy, tháng 8, giữa tháng 8, còn gần tháng nữa thôi là họ sẽ ra mắt. Đấy, thế còn Apple thì khả năng là ra mắt vào tháng 10 đấy nhỉ? Nghe thấy bảo chậm hơn khoảng 1 tháng. Em cũng chưa biết là như nào, nhưng mà em thấy là năm nay Note 20 có vẻ là đáng mong chờ hơn. Còn iPhone thế hệ mới cũng chưa rõ là họ sẽ định đặt là tên như nào, nhưng mà theo tin đồn là sẽ gọi là iPhone 12. Thì em thấy là những cái mà nó thay đổi thì không thực sự quá xuất sắc lắm. Vậy là chúng ta sẽ có một cái video gần như là cuối cùng trong năm nay để chúng ta so sánh hai sản phẩm flagship đầu bảng của hai hãng lớn nhất thế giới bây giờ, Samsung và Apple với nhau. Đấy, còn hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Tùng Chôn đủ tiền mua iPhone cao cấp nhất và mình cũng có đủ tiền để thay thế một cái Note 20, để hai anh em mình lại có video so sánh tiếp cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dây. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.